Hưởng nhiều ưu đãi của cơ quan nhà nước, song có một thực tế là nhiều dự án xin chuyển từ nhà ở thương mại sang nhà ở xã hội tại Hà Nội lại chưa đến tay khách hàng có nhu cầu thật sự. Nguyên nhân của thực trạng này là gì và liệu có xảy ra tình trạng các chủ đầu tư nhà ở xã hội cố tình câu giờ để giữ đất? Phản ánh của nhóm phóng viên về vấn đề này. Động thổ vào tháng 6 năm 2013. Thế nhưng phải đến tháng 1 năm 2015, dự án này mới có được giấy phép xây dựng. Theo quy định, chỉ cần xong móng là doanh nghiệp có thể bắt đầu bán nhà. Song nghịch lý lại diễn ra ở đây, khi mà một tòa nhà của dự án đã tiến hành cất nóc nhưng vẫn chưa thể bán hàng, bởi sở xây dựng chưa phê duyệt mức giá. Mỗi một cái thủ tục là gần như liên quan tất cả các sở ngành. Cho nên là quá trình triển khai, công ty đã rất là nỗ lực nhưng mà vì phải trải qua rất nhiều các thủ tục cho nên là mất nhiều thời gian. Khi chưa xin chuyển đổi sang nhà ở xã hội, dự án AZ Thăng Long đã vấp phải nhiều phàn nàn của khách hàng về tiến độ dự án. Và doanh nghiệp này đã trình lên Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội xin chuyển sang nhà ở xã hội. Mặc dù được thành phố chấp thuận từ tháng 2 năm 2014, nhưng cũng phải đến đầu năm 2015, doanh nghiệp mới được thẩm tra, phê duyệt thiết kế để có thể bắt đầu thi công. Việc chậm trễ trong khâu thủ tục khiến sức ép về tiến độ thi công của doanh nghiệp cao hơn nhiều để có thể bàn giao nhà theo đúng cam kết với khách hàng vào năm 2017. Sau khi Bộ Xây dựng đồng ý cái phương án chuyển thành nhà ở xã hội thì chúng tôi phải bắt tay vào, thứ nhất là làm thiết kế, phương án thiết kế kỹ thuật thi công cũng như là chạy các thủ tục hồ sơ pháp lý, chẳng hạn như về thuế đất, thuộc vực các nghĩa vụ về thuế cho thành phố và nhà nước và một số các thủ tục giấy tờ có liên quan. Cái mong muốn nhất là vẫn là cái nhà thứ nhất mà mình đã nhìn thấy rồi. Tức là gì ạ? Anh có thể là phải là xây tao phần thô rồi mới nhìn thấy thì lúc đấy ta mới ký hợp đồng. Nhìn lại cách đây 2 năm, khi thị trường bất động sản đóng băng, hàng loạt các doanh nghiệp đã xếp hàng xin chuyển đổi nhà ở thương mại sang nhà ở xã hội, theo thông tư 02 của Bộ Xây dựng. Riêng thành phố Hà Nội đã xem xét, thẩm định 21 dự án đăng ký chuyển đổi. Hiện mới chỉ có 4 dự án có quyết định chuyển đổi, 9 dự án được chấp thuận chủ trương. Theo đánh giá của Sở Xây dựng Hà Nội, hiện tượng chậm tiến độ ở các dự án nhà ở xã hội là có thật, nhưng khó có trường hợp doanh nghiệp cố tình câu giờ giữ đất xảy ra, bởi chính những thủ tục hành chính đang làm khó cho doanh nghiệp. Theo cái quy định của thông tư cũng như là cái bộ quy định thủ tục hành chính của Bộ Xây dựng đã ban hành thì thêm một cái thủ tục là cái quyết định phê duyệt, cái quyết định là được cho phép chuyển đổi. Sau đó lại phải theo cái thông tư 16 hướng dẫn nghị định 71 thì lại phải tiếp một cái thủ tục là điều chỉnh dự án theo quy định, tức là chủ đầu tư phải làm 2 lần chứ không phải làm 1 lần. Theo đại diện Sở Xây dựng Hà Nội, thành phố Hà Nội đang tiến hành rà soát lại toàn bộ các dự án để tìm nút thắt tháo gỡ, đẩy nhanh tiến độ để các dự án nhà ở xã hội sớm đến tay người dân.